Chào các bạn, hôm nay Thảo sẽ đưa các bạn đến một nơi. Nơi này có thể là một nơi có rất nhiều kỷ niệm đối với một số bạn. Tuy nhiên, đối với Thảo thì nơi này cũng không để lại nhiều kỷ niệm gì lắm, bởi vì Thảo không được sinh ra và lớn lên nơi này. Mình chỉ đi thăm thoáng qua một vài lần. Cho nên nếu có một sự đổi mới nào đó thì Thảo cũng không nhận ra bằng các bạn đã được sinh ra và lớn lên tại đây. Welcome to Sài Gòn. Anh ơi, không có đi đất nước nào mà nhiều xe như đất nước này đâu. Thank you.
Sài Gòn cái gì cũng có. Điều quan trọng là chúng ta nhìn sự việc ở góc cạnh nào. Và xin các bạn theo dõi thêm những video kế tiếp của Thảo. Thảo sẽ nói thêm nhiều góc cạnh khác và nhiều góc khuất khác của Sài Gòn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.